Chào tất cả các bạn, sáng nay mình thay nước cho cái đĩa cá tê của mình nuôi rồi các bạn. Thì sau 5 tháng mình nuôi thì cá lớn như thế này là em gì các bạn, rất là to. Lúc mà mới mua con giống thì mình con cá mới chỉ bằng tầm ngón tay út của mình thôi các bạn, mà sau 5 tháng thì bây giờ con nào con nét nó tới tầm cỡ gần 1 ký trên con anh điều các bạn, và cũng có một số con nó lớn hơn. Đây là cái dòng cá nó ăn tạp cho nên là mình cái nguồn thức ăn mình chủ động cho nó cũng dễ anh chị và các bạn ạ. Nó ăn rất là tạp thì mình tận dụng cái nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên và thức ăn thừa sau ở giữa cơm. Mà để tiết kiệm chi phí thì mình cũng có thể là tự chế biến những cái thức ăn cho cá. Thì từ có cái động vật như là tôm, cua, cá, vụn, nó được trùng quế, đậu trùng á các bạn, cho nó ăn. Hoặc là xương cá, cơm thừa mình cho nó ăn hàng ngày. Rồi như ở đây mình mua bán, mình hay nuôi gà ác, mình hay thịt gà làm cho khách đó, thì mình lấy cái bộ lòng đó, mình cho nó ăn các bạn. Nếu mình hay mua phổi bò cho nó ăn, nó rất là nhanh lớn. Mà cái mình cũng không có ít cái cho ăn cám, cho nên là mình nuôi như thế này là cái thịt nó rất là ngon. Thịt nó dai mà nó ngon lắm anh chị các bạn. Anh chị và các bạn nào thích nuôi cá tre thì mình mua con giống về nuôi giống như mình anh chị các bạn. Ô lao có miếng mồi nhậu vít số luôn. Chiều chiều ra cho cá ăn cũng hấp dẫn lắm anh chị các bạn. Cực kỳ nhanh lớn. Mình làm clip mình chia sẻ với anh em, cho anh em nào có đam mê thì nuôi cho vui nha.